gì đó để kỷ niệm trong những ngày tháng đã tham gia chương trình, cũng như có những kỷ niệm rất là vui và hạnh phúc với các bạn thí sinh. Cảm giác của VNB bây giờ rất là khá là hồi hộp, hơi run một chút xíu và hơi lo lắng là không biết là mình có làm tốt được cái phần thi của mình tới đây hay không. Mà Vy hy vọng rằng là Vy sẽ có thể làm được tốt sức có thể khả năng của mình và thể hiện nó cho ban giám khảo thấy được cái khả năng thực sự của mình như thế nào.